À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với môn học tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh Diều. Các con ạ, trong tuần này, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau bước sang một chủ điểm mới vô cùng thú vị, đó là chủ điểm con người với thiên nhiên. Ở trong chủ điểm này, qua các bài tập đọc, các con sẽ được tìm hiểu về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, sự thích nghi của con người với thiên nhiên. Con người rất khôn ngoan, biết cách tận hưởng thiên nhiên và khắc phục thiên tai. Mở đầu chủ điểm, các con sẽ được học bài tập đọc Ông Mạnh Thắng Thần Gió. Nhưng trước khi đi tìm hiểu bài tập đọc, thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau bước vào phần chia sẻ xem có điều gì thú vị các con nhé. Nội dung chia sẻ đầu tiên của cô trò chúng mình đó là: em làm gì để phòng tránh mưa, nắng, nóng, lạnh? À, bây giờ các con hãy dựa vào những hiểu biết của mình cùng với việc quan sát những bức tranh ở trên màn hình để chia sẻ cho cô và các bạn cùng biết là con đã làm gì để phòng tránh mưa, nắng, nóng, lạnh nhé. Đầu tiên cô muốn hỏi, con đã làm gì để phòng tránh mưa? À, con quan sát vào bức tranh thứ nhất. Khi trời mưa xuống thì có bạn nhỏ đang cầm một chiếc ô để che mưa, tránh mưa ướt vào người đúng không nào? Còn có một bạn nhỏ khác thì lại mặc áo mưa để che mưa. Đúng rồi, khi trời mưa các con nhớ mặc áo mưa, che ô để tránh bị ướt, tránh bị cảm các con nhé. Vậy khi trời nắng nóng thì chúng ta cần phải làm gì các con nhỉ? À, con quan sát vào bức tranh số 2. Khi trời nắng nóng thì có bạn nhỏ đang cầm chiếc quạt để quạt. Còn một bạn nhỏ khác, con nhìn bạn nhỏ mặc áo vàng đúng không? Bạn mặc một chiếc áo rất là mát mẻ. Đúng rồi, khi trời nắng nóng, để tránh nắng nóng thì chúng ta cần mặc quần áo nhẹ, đội mũ khi ra đường, dùng quạt hoặc máy điều hòa làm cho mát cơ thể. Thế còn khi trời lạnh thì chúng ta cần phải làm gì nhỉ? À, quan sát bức tranh số 3, chúng ta thấy bạn nhỏ mặc quần áo vô cùng ấm áp. Trên đầu thì đội mũ len, cổ quấn khăn và quần áo ấm, đeo găng tay, đúng không nào? Đúng rồi, khi trời lạnh, để chống gió, chống lạnh vào mùa đông thì chúng ta cần mặc quần áo ấm, đi giày tất ấm, quàng khăn và ra đường thì cần phải đội mũ ấm, các con nhớ nhé. Nội dung chia sẻ thứ hai, em hoạt động vui chơi như thế nào trong mỗi mùa? À, các con hãy dựa vào những hiểu biết của mình, dựa vào những điều mà mình được trải nghiệm cùng với việc quan sát những bức tranh ở trên màn hình. Con hãy chia sẻ cho cô và các bạn biết con đã tham gia những hoạt động vui chơi nào trong mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông nhé. Trước hết vào mùa hè. À, vào mùa hè thì con thường tham gia những hoạt động vui chơi nào nhỉ? Vào mùa hè có rất nhiều những hoạt động vui chơi bổ ích. Có bạn thì đi thả diều, có bạn thì đi bơi, cũng có những bạn khác thì đi du lịch cùng với gia đình. Cô có câu chia sẻ như sau. Vào mùa hè, em đi biển cùng bố mẹ để được tắm biển và chơi trò chơi xây lâu đài cát. Thế còn vào mùa xuân, con thường tham gia những hoạt động vui chơi nào? À, mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân cũng là mùa có rất nhiều lễ hội. Cô có một câu chia sẻ như sau. Vào mùa xuân, em đi lễ hội cùng với gia đình. Vào mùa thu, các con thường tham gia những hoạt động vui chơi nào? À, mùa thu cũng có rất nhiều hoạt động vui chơi bổ ích.
Nhưng cô tin chắc rằng sẽ có rất nhiều bạn nhỏ thích lễ hội trung thu đúng không? Chính vì thế, cô có một câu chia sẻ. Vào mùa thu, em được tham gia rước đèn, phá cỗ trung thu cùng các bạn. Thế còn vào mùa đông, con thường tham gia những hoạt động nào? À, vào mùa đông, khi không khí lạnh đến, thì chúng ta thường tham gia những hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe, phải không các con? Chính vì thế, cô có một câu chia sẻ. Vào mùa đông, em đi xe đạp để rèn luyện sức khỏe. Như vậy, qua những nội dung chia sẻ vừa rồi, thì các con đã biết được cách để phòng tránh mưa, nóng, lạnh. Các con cũng đã biết những hoạt động vui chơi bổ ích phù hợp ở mỗi mùa. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau vào phần luyện đọc, tìm hiểu bài tập đọc Ông Mạnh Thắng Thần Gió nhé. Trước khi lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc, thì các con hãy cho cô biết các con nhìn thấy bức tranh vẽ gì nào? À, các con nhìn thấy thần gió đang cố gắng xô đổ một ngôi nhà vững chãi. Nhưng ngôi nhà vẫn không bị làm sao, đúng không nào? Xung quanh cây cối đổ rạp, nhưng ngôi nhà thì vô cùng chắc chắn. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Để biết được, các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc Ông Mạnh Thắng Thần Gió nhé. Ông Mạnh Thắng Thần Gió. Ngày xưa, loài người chưa biết làm nhà, phải ở hang núi. Về sau, nhiều người về đồng bằng và ven biển sinh sống. Đây là nơi thần gió hoành hành. Một hôm, thần gió gặp một người tên là Mạnh. Thần xô ông ngã lăn quay, rồi bay đi với tiếng cười ngạo nghễ. Từ đó, ông Mạnh quyết chống trả. Ông vào rừng lấy gỗ, dựng nhà. Cả ba lần, nhà đều bị quật đổ. Cuối cùng, ông đặt những cây gỗ lớn nhất làm cột, chọn những viên đá thật to làm tường, dựng lên một ngôi nhà thật vững chãi. Ngôi nhà đã làm xong. Đêm ấy, thần gió đến đập cửa, thét: "Mở cửa ra!" "Không, sáng mai ta sẽ mời ông vào." Thần gió giận dữ, lồng lộn suốt đêm nhưng không thể xô đổ ngôi nhà. Mấy tháng sau, thần gió đến nhà ông Mạnh, tỏ vẻ ăn năn. Ông Mạnh an ủi và mời thần thỉnh thoảng tới chơi. Từ đó, thần gió thường đến thăm ông, đem cho ngôi nhà không khí mát lành từ biển cả và hương thơm ngào ngạt của các loài hoa. Phỏng theo A Nhông, Hoàng Ánh Dịch. Các con vừa lắng nghe cô đọc mẫu bài Ông Mạnh Thắng Thần Gió. Trong bài có một số từ ngữ khó phát âm, dễ phát âm nhầm lẫn do ảnh hưởng của tiếng địa phương. Các con hãy lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô nhé. Sinh sống. Sinh sống. Hoành hành. Hoành hành. Ngạo nghễ. Ngạo nghễ. Chống trả. Chống trả. Vững chãi. Vững chãi. Giận dữ. Giận dữ. Lồng lộn. Lồng lộn. Ăn năn. Ăn năn. Trong bài có một số từ ngữ mà cô trò chúng mình cần giải nghĩa. Đồng bằng. Đồng bằng có nghĩa là một vùng đất rộng, bằng phẳng. Hoành hành. À, theo các con hiểu thì hoành hành có nghĩa là gì? À, hoành hành có nghĩa là làm nhiều điều ngang ngược trên khắp một vùng rộng, không kiêng nể một ai. Ngạo nghễ. Ngạo nghễ có nghĩa là coi thường tất cả. Đẵn. Đẵn cũng có nghĩa là chặt đấy các con ạ.
Đẵn cây cũng có nghĩa là chặt cây đấy. Để tìm hiểu kỹ hơn về bài tập đọc ngày hôm nay, thì bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đọc hiểu các con nhé. Câu 1. Chuyện có những nhân vật nào? À, qua việc tìm hiểu nội dung câu chuyện, chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy chuyện có hai nhân vật đúng không? Chuyện có hai nhân vật đó là nhân vật ông Mạnh và nhân vật thần gió. Câu 2. Trong hai nhân vật, A. Nhân vật nào tượng trưng cho sức mạnh của con người? B. Nhân vật nào tượng trưng cho sức mạnh của thiên nhiên? Các con hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi này nhé. A. Nhân vật tượng trưng cho sức mạnh của con người đó chính là nhân vật ông Mạnh. Con người hoàn toàn có thể chiến thắng được thiên nhiên nhờ sức mạnh của chính mình. Nhân vật tượng trưng cho sức mạnh của thiên nhiên chính là thần gió. Thiên nhiên thì luôn luôn biến đổi, tạo nên những thiên tai, lũ lụt. Nhưng con người hoàn toàn có thể thích ứng được với thiên nhiên nhờ sức mạnh, lòng quyết tâm và sự lao động của mình. Câu 3. Chi tiết nào nói lên sức mạnh của con người? Để trả lời được câu hỏi này thì các con hãy đọc lại đoạn 3, đoạn 4 này nhé. Từ đó, ông Mạnh quyết chống trả. Ông vào rừng lấy gỗ, dựng nhà. Cả ba lần, nhà đều bị quật đổ. Cuối cùng, ông đặt những cây gỗ lớn nhất làm cột, chọn những viên đá thật to làm tường, dựng một ngôi nhà thật vững chãi. Ngôi nhà đã làm xong, đêm ấy thần gió đến đập cửa, thét. Mở cửa ra! Không, sáng mai ta sẽ mời ông vào. Thần gió giận dữ, lồng lộn suốt đêm nhưng không thể xô đổ ngôi nhà. Các con đã tìm được chi tiết nói lên sức mạnh của con người chưa? Đó là chi tiết dựng một ngôi nhà thật vững chãi. Thần gió giận dữ, lồng lộn suốt đêm nhưng không thể xô đổ ngôi nhà. Như vậy, chi tiết nói lên sức mạnh của con người đó là ông Mạnh đã dựng lên một ngôi nhà thật vững chãi. Thần gió giận dữ, lồng lộn suốt đêm nhưng không thể xô đổ ngôi nhà đó. Qua đây các con có thể thấy con người có sức mạnh rất lớn. Con người có thể dùng sức mạnh của mình để chiến thắng thiên nhiên. Ở đây, ông Mạnh đã dùng sức mạnh của mình để đặt những cây gỗ lớn nhất làm cột, chọn những viên đá thật to làm tường để dựng một ngôi nhà thật vững chắc, khiến cho thần gió dù dùng mọi cách nhưng vẫn không thể xô đổ ngôi nhà. Như vậy, chúng ta có thể thấy sức mạnh của con người rất lớn phải không nào? Câu 4. Ông Mạnh trong câu chuyện đã làm gì để thần gió trở thành người bạn của mình? Để trả lời được câu hỏi này thì các con hãy đọc lại đoạn 5 nhé. Mấy tháng sau, thần gió đến nhà ông Mạnh, tỏ vẻ ăn năn. Ông Mạnh an ủi và mời thần thỉnh thoảng tới chơi. Từ đó, thần gió thường đến thăm ông, đem cho ngôi nhà không khí mát lành từ biển cả và hương thơm ngào ngạt của các loài hoa. Như vậy, con đã biết được vì ông Mạnh trong câu chuyện đã làm gì để thần gió trở thành người bạn của mình chưa? Ông Mạnh trong câu chuyện thấy thần gió đã ăn năn, ông đã an ủi và mời thần thỉnh thoảng tới chơi. Từ đó, ông Mạnh và thần gió đã trở thành những người bạn đấy. Như vậy, chúng ta có thể thấy con người hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của mình, dùng sự quyết tâm, sự lao động để chiến thắng thiên nhiên. Nhưng con người cũng có thể làm bạn được với thiên nhiên. Qua câu chuyện đã giúp con hiểu được điều gì nào? Câu chuyện cho thấy con người rất thông minh, tài giỏi. Con người có khả năng chiến thắng thần gió, chiến thắng thiên nhiên, nhưng con người không chống lại thiên nhiên mà sống thân thiện, hòa bình với thiên nhiên. Nên con người ngày càng mạnh và xã hội, loài người ngày càng phát triển đấy, các con ạ. Cô có một câu hỏi nhỏ dành cho các con.
Theo con, để sống hòa thuận với thiên nhiên thì con người cần phải làm gì? À, đúng rồi, để sống hòa thuận với thiên nhiên thì con người cần biết bảo vệ thiên nhiên, yêu thiên nhiên, giữ môi trường sống xung quanh xanh, sạch, đẹp. Vậy các con hãy cho cô biết, con người cần có những hành động gì để bảo vệ thiên nhiên? À, đúng rồi, có rất nhiều hành động mà con người cần thực hiện để bảo vệ thiên nhiên, như trồng cây xanh, dọn rác hay vứt rác đúng nơi quy định. Các con cũng hãy ghi nhớ sẽ thực hiện những hành động này để bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ trái đất của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh nhé. Bây giờ, cô cho chúng mình sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập nhé. Câu 1. Sử dụng câu hỏi vì sao để hỏi đáp với bạn về nội dung câu chuyện. Mẫu hỏi: Vì sao thần gió phải chịu thua ông Mạnh? Đáp: Vì ông Mạnh đã làm một ngôi nhà rất vững chãi. Như vậy, các con có thể thấy khi chúng ta sử dụng một câu hỏi vì sao để hỏi thì từ vì sao sẽ thường đứng ở đầu câu hỏi và cuối câu hỏi sẽ có dấu hỏi chấm. Còn trong câu trả lời thì sẽ có từ vì đứng ở đầu câu để giải thích lý do cho câu hỏi trên. Và cuối câu trả lời thì sẽ có dấu chấm. Tương tự chúng ta có thể đặt là được các câu hỏi và câu trả lời khác với bạn về nội dung câu chuyện. Ví dụ, cô có thể đặt câu hỏi: Vì sao ông Mạnh quyết làm một ngôi nhà thật vững chãi? Đáp: Vì trước đó, cả ba lần ông làm nhà đều bị thần gió quật đổ. Hoặc cô có thể đặt một câu hỏi khác: Vì sao ở cuối truyện ông Mạnh an ủi thần gió và mời thần thỉnh thoảng tới chơi? Đáp: Vì ông thấy thần gió đã ăn năn và ông muốn trở thành bạn với thần gió. Bài 2. Nói một đến hai câu thể hiện sự đồng tình của em với ông Mạnh. A. Khi ông quyết làm một ngôi nhà thật vững chãi. B. Khi ông kết bạn với thần gió. À, các con chú ý, khi chúng mình thể hiện sự đồng tình của mình với một ai đó thì cái câu nói của chúng mình phải thể hiện sự đồng ý, ủng hộ hành động của người đó. Hoặc chúng ta có thể dành lời khen cho hành động của người ấy. Ví dụ, cô có thể viết một câu thể hiện sự đồng tình của mình với ông Mạnh khi ông quyết làm một ngôi nhà thật vững chãi. Cháu rất đồng tình với bác, phải thế mới thắng được thần gió, bác ạ. Hoặc cô có thể đặt một lời khen: Bác tuyệt vời quá, bác làm như thế là đúng đấy ạ. Hoặc trong trường hợp khi ông kết bạn với thần gió thì chúng ta có thể đặt câu: Cháu rất đồng tình với bác, phải kết bạn với thần gió, với thiên nhiên ạ. Hoặc: Bác làm thế là rất đúng ạ, bởi vì con người cần sống hòa thuận với thiên nhiên. Như vậy, chúng ta sẽ thể hiện sự đồng tình của mình với một người khi người đó có những hành động đúng đắn, phải không các con? Các con lưu ý, khi viết câu thể hiện sự đồng tình của mình với một ai đấy, thì các con sẽ viết một câu thể hiện sự đồng ý, ủng hộ người đó hoặc khen người đó. Các con lưu ý nhé. Các con học sinh thân mến, cô trò chúng mình vừa đi tìm hiểu bài tập đọc Ông Mạnh thắng thần gió. Qua bài học, các con đã hiểu được nội dung bài học Ông Mạnh tượng trưng cho con người, còn thần gió tượng trưng cho thiên nhiên. Con người chiến thắng thần gió, chiến thắng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động. Nhưng con người vẫn kết bạn với thiên nhiên, sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên. Qua bài học, cô cũng đã giúp các con ôn luyện và đặt, trả lời câu hỏi vì sao, luyện tập nói lời đồng ý, đồng tình. Về nhà, các con hãy luyện đọc lại bài tập đọc Ông Mạnh thắng thần gió cho người thân cùng nghe nhé. Cô chúc các con đọc tốt. Cô chào tất cả các con.
Hẹn gặp lại các con ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.